Ôi, xin chào tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của Ngọc Trinh PCP. Em mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì lưu ý bên nhà em một kẹo không kiểm, không sang hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng, anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi chỗ khác. Bên nhà em thì chuyên kẹo chì. Đấy, kẹo đóng máy, kẹo chì nhập giá rẻ phục vụ anh em. Mẫu em quay như nào em sẽ gửi hàng cho anh em là như vậy, chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu nhé. Cam kết đúng hàng, đúng mẫu mã, chuẩn size. Thì nhằm để lấy lại tương tác kênh thì hôm nay em cũng có thanh lý một ít cành. Cành này là cành mới anh em nhé, cành 10 inch, cành mới. Báo giá luôn cho anh em là 500-600 nghìn một cái. Cành này là cành phôi Trung Quốc. Kéo là kéo của công nghệ Đức, nên là anh em yên tâm dùng thử. Cứ bao luôn cho anh em 10 inch này, bao luôn cho anh em cự ly là 5-60m là chuyện bình thường. Đảm bảo chất lượng tốt, ổn định. Chất lượng tốt, chơi ổn định đến với tay anh em. Thì loại này thì chuyên lắp cho condo mini đấy, talon, mini talon. Thì giới thiệu luôn cho anh em là nhằm tương tác kênh thì em bán với anh em là khi anh em muốn mua cái loại này ấy, thì nhớ phải ấn đăng ký kênh, like video, để lại bình luận. Thì em báo giá luôn cho anh em công khai luôn là 500-600 nghìn một cái cành này đấy. Loại này 10 inch và đã làm ổ đạn và đầu thoát cho anh em bình thường, cứ làm bắn bao luôn cho anh em 5-60m đấy. Cành đây là cành thực tế, mẫu thực tế luôn cho anh em đấy. Thì cành này thì vẫn có đầu, vẫn có choke anh em nhé, 10 inch có choke cho anh em bình thường. Có choke thì bắn mới được xa anh em ạ. Đấy, anh em nhìn xem chất lượng của nó thì khỏi bàn, đẹp, xuất sắc. Em nói thật cho anh em là đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, đây, đẹp không chê vào đâu được. Đấy, anh em nhìn anh biết chất lượng của nó là quá là tuyệt vời rồi. Đấy, nói chung với anh em là tiền nào của đấy, anh em chơi dòng nào thì anh em biết dòng đấy, nên là yên tâm về chất lượng. Loại này là hàng cành 10 inch. Thì để lấy lại tương tác kênh thì em mới thanh lý giá 500-600 nghìn. Đấy, để cho anh em nhớ phải đăng ký kênh. Thì về giới thiệu về kẹo thì hàng kẹo bên nhà em hàng rẻ nhất bên nhà em là hàng 350 nghìn một ký. 350 nghìn một ký loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Đấy, cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Loại này hàng rẻ nhất bên nhà em rồi. Có những size như 5.5, 5.52, 5.54, 6.35 và 6.38. Đấy, có những size như vậy. Còn loại này thì chuyên phục vụ anh em đi rừng bán với cự ly gần nhá, là 5-60m. Còn xa hơn tùy thuộc theo cành. Còn anh em không thích mua hàng rẻ thì anh em có thể tham khảo một số hàng chỉ nhập, hàng đắt. Hàng chỉ nhập, hàng đắt này loại này bao tét luôn cho anh em cự ly là 78-90m. Xa hơn tùy thuộc theo cành và cây củi của anh em. Loại này thì chất lượng của nó thì cực kỳ tốt, ổn định. Đấy, có váy mỏng, váy trung và váy dày, tùy theo anh em muốn mua dòng nào thì mua. Đấy, chất lượng của nó thì cực kỳ tốt. Thì đấy là giới thiệu sơ qua cho anh em là cái hàng cành thanh lý và cái kẹo giá rẻ bên nhà em. Thì anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0873102 0829411281 giúp em. Đấy, nhớ bên anh em là kẹo không kiểu không xâm hàng. Xin chào anh em và gặp lại.